chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tận cùng nỗi đau bên chiếc ga giường vấy máu. Khánh Thi chấp nhận cưới Tùng sau một lần lỡ đò. Cô chia tay chồng trước chỉ sau 3 tháng kết hôn, chỉ vì người đàn ông đó luôn đánh đập, bạo hành cô, kể cả khi vợ chồng quan hệ. Quá sức chịu đựng của một người phụ nữ, mặc cho thiên hạ đàm tiếu, chửi mắng, nhưng Khánh Thi quyết định ly hôn người chồng vũ phu đó. Rồi cô chuyển vào miền Nam sinh sống, tránh xa mảnh đất miền Bắc đầy rẫy thị phi, và cô gặp Tùng tại đó. Tùng đã cứu rỗi cuộc đời cô, cho cô cảm nhận thứ được gọi là hạnh phúc. Cả hai làm việc trong một xí nghiệp. Cuộc đời Tùng cũng lận đận chẳng kém Khánh Thi. Bị người yêu suốt 3 năm trời phản bội, lừa sạch hết số tiền tiết kiệm dành dụm bấy lâu. Tùng khăn gói rời xa quê hương vì không chịu nổi những lời mắng chửi của bố mẹ. Anh cũng chẳng còn mặt mũi để nhìn bà con chòm xóm. Chỉ vì tin tưởng người yêu, Tùng đã giao hết tiền cho cô ấy giữ để chuẩn bị tương lai. Bị người yêu phụ bạc là thế, nhưng Tùng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Lan, người yêu của anh, sẽ quay trở về. Tùng biện minh, chắc cô ấy túng thiếu quá, phải cần gấp nên mới làm như vậy. Vì yêu, mình có thể tha thứ. Anh cố tự ngộ nhận như thế cho đến ngày gặp Khánh Thi. Người đàn bà với ánh mắt buồn trầm cuốn hút anh. Để rồi khi biết về hoàn cảnh của cô, Tùng càng thương và yêu quý cô hơn. Tùng hứa sẽ bù đắp cho những tháng ngày đau khổ mà cô đã chịu đựng.
Không cần sự đồng ý của hai bên gia đình, cả hai cùng làm một mâm cơm đầm ấm, mời một số người bạn cùng làm trong xí nghiệp đến chung vui. Hai vợ chồng nghèo sống vui vẻ, yêu thương nhau sau bao tổn thương. Đồng nghiệp trong công ty không ngớt lời khen ngợi Tùng có cô vợ vừa hiền vừa xinh. Có người ghen tị, rỉ tai khuyên Tùng nên cẩn thận phòng trừ bị cắm sừng. Ban đầu, Tùng chẳng để ý mấy đến những lời nói của người ta xì xào. Nhưng Tùng nghĩ, không có lửa làm sao có khói. Hễ vợ nói chuyện với một người đàn ông nào lạ, thì y như rằng về nhà Tùng lại mắng ra mặt, bảo cô không được lẳng lơ. Khánh Thi không giải thích, bởi cô hiểu một khi đàn ông đã lên cơn ghen, ắt hẳn sẽ không bao giờ nói lý lẽ được. Cô đành chọn cách im lặng, nhưng Tùng chẳng để yên, anh hay đi sớm về khuya. Hễ về nhà lại lên tiếng cạnh khóe cô đủ điều. Cơm không lành, canh không ngọt suốt một tháng trời khiến vợ chồng mệt mỏi. Rồi Khánh Thi nghe tin chồng có bồ bịch bên ngoài, mà chẳng ai xa lạ, lại chính là Lan, cô ả tình cũ đã cưỡng tiền của anh đi trước đó. Người ta cũng bảo, tình cũ không rủ cũng tới. Với lại, nghe lời ngon ngọt của tình cũ rằng sẽ trả lại toàn bộ số tiền tiết kiệm trước đó. Tùng thấy mỗi lòng nên lén lút giấu vợ qua lại với cô ta.
Sức chịu đựng của người đàn bà có hạn, Khánh Thi kiệt quệ sức lực, cô ngày càng héo hon, xanh xao. Đến bệnh viện khám, cô phát hiện mình đã có thai 3 tuần. Đau đớn khi bụng mang dạ chữa, chồng lại ngoại tình, Khánh Thi khóc cạn nước mắt. Cô cố báo tin cho Tùng, nhưng anh gạt đi, bảo chưa muốn có con vì bây giờ sợ cản trở việc kiếm tiền. Tùng bảo cô nên phá bỏ cái thai đi, để cả hai không phải vướng bận gì, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Hôm qua Tùng về nhà, anh khá tỉnh táo sau 3 ngày vắng mặt. Anh nhẹ nhàng đến bên Khánh Thi, ôm lấy cô rồi hôn nồng ấm. Anh bảo vợ hãy tha lỗi cho anh, rồi Tùng xuống bếp pha một cốc nước mát mang đến cho vợ. Thái độ thay đổi đến chóng mặt của Tùng khiến Khánh Thi cảm động. Cô nghẹn ngào uống hết cốc nước trong vòng tay âu yếm của Tùng. Một lúc sau, Khánh Thi thấy bụng đau dữ dội. Cô ôm lấy bụng rồi ngã xuống giường. Khánh Thi bất lực, Tùng lại thẳng nhiên như chẳng có chuyện gì. Rồi anh ta bỏ đi để mặc Khánh Thi liệm dần trong cơn đau. Tỉnh dậy, cô chẳng thấy ai bên cạnh. Nhìn xuống chiếc ga giường đầy máu, cô như người mất hồn. Cô đã không bảo vệ được con, không bảo vệ được hạnh phúc này. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!